Vâng, chào các bác nhé. Ở buổi tối hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem một ít đồ ha. Đấy, đầu tiên là em có một con đẩy Nhật các bác này. Đây là con đẩy Victor. Đẩy Victor và model là 150 ha. Đấy, con này về thì cũng không có được đẹp xuất sắc các bác. Đấy, và kế bên là một con lọc Technic 8065. Đấy. Rồi bên trong đây thì em có một con đẩy Crown ha, một con đẩy Mỹ Crown 3.1 này các bác này. Đấy, kế tiếp là một con Amply Pioneer A8008X này. Đấy, và cuối cùng là một con đẩy Nhật ha, Yamaha B2180. Con này nắp lưng nó bị xước nhiều các bác này. Đấy, bán giá mềm cho các bác dễ mua ha. Rồi đầu tiên em quay cho các bác xem cái con đẩy Nhật này trước này. Con này là con Victor 150. Đấy, hai quan sát hai bên. Đấy, phía trên nó cũng có xước xước này các bác này. Và nắp lưng cũng vậy ha. Đấy, mặt mũi thì tổng thể thì còn đẹp này, các bác cùng xem này. Đấy, một đốt nguồn đây, hai volume. Rồi và tiếp theo là nắp lưng ha, có xước sát, và em mở cho các bác xem bên trong đây. Đây, tổng thể bên trong ha, tất cả nó còn zin hết. Có một con tụ các bác này, con tụ này nó bị bay cái nắp ha. Đây, nó có một cái nắp nhựa ở trên đây này. Đây, nhưng mà nó bị bay rồi. Đây. Đây, tất cả là còn zin hết các bác. Cái miếng này nó không có ảnh hưởng gì ha các bác ha, chỉ là cái miếng nhựa đậy ở trên thôi. Đây, tất cả thì em test hoạt động hoàn hảo rồi. Đây, tất cả là zin hết. Đấy, nó chạy 8 sò than Toshiba. Đấy, 8 con các bác, mỗi bên là 4 con ha. Đấy, và cùng với đó là 8 con tụ lọc. Đấy. Đấy, tất cả là còn zin tuyệt đối hết. Rồi, và em sẽ quay cho các bác xem phía sau đây. Đấy, con này thì đường ra loa nó tới 4 cầu ha. Đấy, các bác cùng xem này. Đấy, 4 cầu ra loa. Đấy, đánh từ 4 tới 16 ôm. Đấy, các bác chơi 4 cầu thì nó là 8 tới 16 ha. Đấy, phía sau này các bác. Rồi, đường vào là 6 ly hoặc là canon. Đấy, bên B, bên A đây. Các bác có thể chơi được 2 cặp 20 ha. Các bác đấu vào đây. Mỗi cái là một cái loa các bác. Mỗi cầu là một cái loa ha. Đây, các bác có thể chơi được 2 cặp loa 20 vào cái con đẩy này. Đấy, ghép nghe nhạc và hát karaoke ha. Thêm vàng hát karaoke. Rồi con đẩy Victor này em cũng xin báo giá cho các bác. Đấy, bình thường nó tầm 3 triệu tư ha. Con này hôm nay nó bị xước cái nắp lưng và tí xíu ở đây. Và một con tụ nó bị bung một cái nhựa ha, cái nắp nhựa. Đấy, tất cả là sai bình thường ha. Con này để cho các bác 2 triệu 8 ha, 2 triệu 8 con này. Là em bao ship toàn quốc này. Đấy. Rồi và tiếp theo là một con lọc Technic. Technic SH8065. Đấy, con này thì bên Nhật họ có độ hai cái tai vô các bác. Đấy, cái đồ nguyên bản của nó là không có đâu ha, nguyên bản của nó là không có hai cái tai này đâu. Đấy, họ bắt ốc vào. Đấy. Rồi con này thì rất là khủng rồi các bác, rất là gấu rồi ha, chất âm cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy, mỗi vé là 31 cần. Đấy, hai vé led drive riêng biệt ha. Đấy, ở đây nó có hai cái ô đèn các bác, nó chỉ có sáng đèn thôi chứ không có đèn nháy gì đâu ha, nó chỉ có sáng đèn thôi. Rồi mặt tiền thì còn đẹp lắm, mặt mũi này. Rồi em sẽ quay cho các bác xem nắp lưng thì có xước ha. Và bên trong đây. Đây, các bác cùng xem bên trong đây ha. Đấy, một cái nội thất khá là gấu các bác. Đấy, tụ là chi chít luôn ha. Đấy, rất là nhiều các bác. Và bên trong còn mới lắm. Rồi, và em sẽ quay cho các bác xem phía sau. Đấy, phía sau ha. Đường vào AV này. Và có cả Canon này các bác này. Đấy, AV và Canon ha, đều được hết. Rồi, và con này đều 100 này, công suất tiêu thụ 22W. Đấy, made in Sa Băng đây. Đấy, phía sau còn đẹp luôn này các bác này. Đấy, có bên Nhật họ độ hai cái tai vô thôi, chắc là họ bắt vô cái tủ ha. Đấy, mà trông nó cũng ngầu hơn các bác. Đấy, trông nó cũng ngầu hơn. Bác nào không thích thì tháo ra ha. Đấy. Rồi, con lọc này em cũng xin báo giá cho các bác. Con này thì 5,5 triệu ha. 5.500.000 đồng con này, là em bao ship này các bác. Đấy, họ khoan hai cái tai vô đây rồi. Đấy, cho nên là giá mềm lại ha, bình thường nó tầm 6 triệu các bác, con này để cho các bác 5.500.000 ha. Em bao ship toàn quốc này. Rồi và tiếp theo là con đẩy Mỹ. Đấy, con này là con Crown ha. Crown PowerTech 3.1 này. Đấy. Hai volume phía trước, một nút nguồn phía trước này. Đấy, con này về cũng còn đẹp ha các bác ha. Cái chỗ này nó hơi đen đen này. Đấy, chỗ này nó hơi cắn cắn tí xíu này các bác. Đấy. Một tí xíu chỗ này thôi ha. Đấy, còn lại thì còn đẹp lắm.
Này các bác cùng xem này. Rồi và em sẽ mở cho các bác xem bên trong con đẩy. Đấy, nắp lưng cũng còn đẹp nha, chỉ có một vết xước này thôi. Nắp lưng thì hầu như là con nào cũng bị các bác. Rồi và tiếp theo là bên trong đây, con này bên trong là mới tinh. Này các bác xem bên trong ha. Đấy. Siêu mới luôn các bác. Đấy, một cái nguồn lớn này. Và hai con tụ lọc. Đấy, tụ là tụ vương miệng ha. Đấy, đặc trưng của cờ rào, tụ tụ vương miệng. Đấy, một cái nguồn đây, quạt tản nhiệt đây. Và sò đã chạy 16 sò sắt vương miệng các bác. À, 4 là các bác. Đấy, 4 là 8 ha. Đấy, 8 và vé này 8 con nữa là 16 con. 16 sò sắt vương miệng. Tất cả nó còn rất là mới các bác. Và xin tuyệt đối ha, tất cả là xin tuyệt đối hết. Đấy, 16 con sò sắt. Dòng này thì các bác chơi full 40 rất là nhẹ nhàng các bác, cực kỳ căng. Đây các bác cùng xem cái thông số ở đây. Made in USA này, sản xuất ở Mỹ ha. Điện 220V này. Đấy. Model là PowerTech 3.1. Đấy, 1460W ha. Đấy, điện 220V thì rất là tiện lợi các bác. Không có sợ bị cắm nhầm ha. Đường vào là canon hoặc là 6 ly này. Đấy, hai cầu loa AB đây. À đây là hai cái cầu loa ha. Rồi, nó đánh từ 4 đến 8 ohm cờ rao ha. Đấy, con này các bác chơi 40 rất là nhẹ nhàng các bác, tiếng rất là sạch sẽ ha. Đây là một dòng cờ rao đời cao này các bác. Đấy, volume trước này. Rồi con này có xin báo giá cho các bác ha. Bình thường nó là 9 triệu các bác. Hôm nay nó cắn một tí xíu ở đây ha. Cắn một ít ở đây, con này để cho các bác 8 triệu rưỡi ha, 8 triệu rưỡi. Đấy, nó bằng giá với con 2.1 các bác. Bình thường nó là 9 triệu, 9 triệu 2 ha. Đấy, con này để cho các bác 8 triệu rưỡi này. Đấy, 16 sò sắt các bác. Đấy. Rồi và tiếp theo là một con âm ly Pioneer. Đây là con Pioneer A8800X này. Con này thì mặt mũi mới lắm. Mặt phay nhôm trắng này. Nhưng mà nó có mấy cái đốm đốm trắng này các bác. Nè, có những cái đốm đốm trắng ha. Đấy, các bác xem kỹ các bác thấy này. Nó có những cái đốm đốm trắng. Đấy. Một cái volume đây, những đường vào đây. Đấy, bát chép ba lăng lâu nét này các bác, lâu nét đây ha. Đấy, đánh được ABA cộng B. Con này thì cực kỳ khỏe các bác, 180W ha, nhưng mà đánh cực kỳ là uy lực luôn. Bát chép lên rất là sạch sẽ. Đây là phía trên đây các bác này, nắp lưng ha. Rồi em mở cho các bác xem bên trong. Đây các bác chờ em xíu, em mở bằng hai tay ha. Rồi bên trong là các bác này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết, một cái nguồn đây, 4 tụ lọc. Và nó chạy 4 sò than 2 vít ha, sò than 2 vít nó nằm ở dưới cái vỉ tản nhiệt này các bác. Đấy, và đây là tổng thể những cái vỉ mặt của nó ha. Ở trên dưới là đều có này, ở trên và ở dưới ha. Đấy, tất cả thì em bao xin tuyệt đối cho các bác. Rồi, và đây là phía sau còn đẹp này. Đấy. Đấy, Pioneer A 8800X này, điện 100V, công suất 180W ha. Trở kháng là từ 4-16 các bác này. A cộng B là 8-16 ha. Hai cầu loa AB. Đấy, những đường vào đây các bác này. Red này các bác ra sức ha, ra sức điện. Đấy. Rồi con Pioneer 8800X này, này em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, loa 30 các bác đánh cực kỳ căng ha. Bass thì sâu, chép thì rất là sáng luôn. Đấy, con này chơi cực kỳ hay các bác này. Đấy, bình thường nó tầm 3.9 triệu ha, nhưng mà hôm nay nó bị đốm đốm cái mặt này. Đấy, để cho các bác 3.1 triệu ha. 3.1 triệu con này là em bao ship toàn quốc ha, 3.1 triệu. Đấy, chơi cực kỳ hay các bác. Con 8800X này. Rồi và cuối cùng là con đẩy Nhật Yamaha B2180. Đấy, con này thì mặt mũi còn rất là đẹp. Mặt mũi con này ha, rất là đẹp luôn. Một đốt nguồn đây, hai volume. Nhưng mà cái nắp lưng thì nó không có đẹp các bác. Nắp lưng về nó xước nhiều quá ha. Nó xước sát này. Đấy, nó xuất sắc những cái nắp lưng ha. Rồi các bác chờ em xíu, em mở cái nắp lưng cho các bác xem bên trong. Rồi các bác cùng xem bên trong con đẩy đây. Đấy, một cái nguồn lớn này. Hai con tụ lớn nằm trong đây các bác, nằm ở dưới cái vỉ này ha. Và nó chạy 12 sò than. 12 sò than, đây 3 con các bác. Đây 3 con là 6 ha. Đấy, và bên đây 6 con nữa. Đấy, tổng cộng là 12 con sò than. Đấy, bên trong thì tất cả là còn đẹp zin hết. Rồi và tiếp theo là phía sau nè các bác. Đây phía sau ha.
đường vào là 6 ly Canon. Đấy, bên A bên B đây. Rồi các bác cùng xem con này điện 100 này, công suất 450W ha, made in Sabang đây. Con này thì có một cái cầu loa nó bị mẻ các bác này, mẻ khúc ngoài ha. Đấy, còn những cái này là bình thường này, có một cái đỏ này nó bị mẻ thôi. Nhưng mà vẫn xài bình thường ha, các bác vẫn vặn ra vặn vào được bình thường hết các bác. Này, xài rất là bình thường ha, em vặn ra nè, có cái lỗ dây các bác cắm dây vào đây. Đấy. Xài rất là bình thường, nó chỉ có bị nứt nó có những cái mũ ở ngoài thôi. Đấy. Rồi con này đánh từ 4 tới 8 ôm ha. Đấy, con này thì các bác chơi bát 30, hàng Nhật hàng Mỹ ha, các bác chơi thoải mái bát 30. Rồi và cuối cùng là giá các bác, con này bình thường nó là 4,6 triệu ha. Con này nó bị mẻ một ít nhựa và cái nắp lưng nó xấu ha. Con này để cho các bác 4 triệu chẵn các bác, 4 triệu đồng là em bao ship toàn quốc ha. Đấy, các bác chơi những cặp full 30 rất là căng, hoặc là hai cặp bát 20. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, số điện thoại của em đây, 0981 384842.